Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Và hôm nay với video này, Uyên muốn chia sẻ cho các bạn một cách nhỏ để các bạn có thể làm da màu giống như là làm bằng sứ vậy đó, trong vòng 1 phút. Ở đây Uyên có hình hai cô gái, chân dung hai cô gái như thế này. Thì để làm được cái hiệu ứng đó, các bạn sẽ nhân bản cái layer này lên. Sau đó là các bạn sẽ vào trong menu Filter, Camera Raw Filter. Với cái bảng Camera Raw này, các bạn sẽ vào trong tab thứ 4, HSL, Ray Scale. Thì trong cái bảng HSL này, các bạn sẽ vào tab Saturation và giảm hết màu orange, màu cam của da người ha. Các bạn giảm hết đi. Sau đó các bạn vào trong tab Luminance, tăng độ sáng của cái kênh orange này lên để cho cái da mặt nó sáng hơn, các bạn thấy ha. Rồi, ok. Sau đó là các bạn sẽ add cho nó một cái layer mask, các bạn giữ phím Alt Delete, add một cái layer mask màu đen. Sau đó các bạn sẽ dùng brush màu trắng để mình tô vào, mình lấy phạm vi cái vùng da này. Ở đây mình sử dụng một cái brush mềm ha. Thì với hiệu ứng này các bạn có thể sử dụng để làm cho những ảnh fashion, nghĩa là những cái ảnh thời trang chụp trong studio. Hoặc là các bạn có thể sử dụng để làm những cái hóa trang chẳng hạn, tạo ấn tượng mạnh hơn cho hình của mình. Các bạn nhìn thấy để ý cái da mặt mà trắng như vậy giống như là nhân vật vô diện. Đó, tới đây thì chúng ta đã có được một cái da người bằng sứ. Thì các bạn có thể giảm opacity xuống một chút cũng được, nhìn cho nó đỡ nặng hơn. Có thể thêm một lớp level để các bạn cân background cho nó tối tối lại. Đến đây chúng ta đã có kết quả cuối cùng rồi. Mình hy vọng rằng với cái thủ thuật nhỏ này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Và nếu các bạn thích video này, vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến cho bạn bè của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.